Nhanh lên, chạy nhanh lên, nó đuổi đấy. Cái gì, cái gì? Chạy đi kiếm cái gì đi, kiếm vũ khí hay cái gì đi. Anh đi hở ma nào, sao anh đi đánh như vậy? Sao giờ phút nào rồi còn đi đánh? Tao lại mày đấy. Đi thôi, đi thôi. Ai thèm nhìn. Mệt quá. Ngồi ngơi đi. Thế nó không đuổi nó đúng không chị? Mình ngơi đi. Mệt quá. Em ngồi đây ngơi đi nhé, chị đi. Lên đây với Ác lên đây, chị cũng buồn vệ sinh quá. Trời ơi, chị đi buồn vệ sinh mà chị lại làm như thế à? Trời ơi, ai sao mà người cứ như vậy hả? Nó phải canh cho chị. Thế mà em ở đây một mình em sợ lắm, nó ra lắm. Chị đi kiếm thằng nhóc mày nhìn chị đi vệ sinh. Nhưng mà không được, mọi người bỏ em đi hết, vậy em đi theo chị. Không được, em phải ở đây. Không, không được, bây giờ dù gì em canh cũng được mà. Chứ một mình nó canh sao được. Canh được. Không, em đi cùng chị ơi, cho em đi cùng đi. Cho em đi, ôi, cho em đi cùng với chị nhá. Không. Chết à. Oh my god. Alex, Alex, cậu đi đâu? Cậu qua đi chỗ này. Cậu đi với tớ. Không. Cậu đi với tớ. Đi đâu? Này, này, này. Anh ơi, anh ơi, hay là để nó chúng nó nói chuyện riêng đi. Này, tí mình hỏng. Đây, chị theo bên đây mới có thể. Bắt tay ngoài cho tớ vào. Tự nhiên cậu thấy kéo tớ đi là sao? Này, hôm qua nhá, tớ gọi cậu suốt cả một ngày luôn, tớ gọi cháy máy luôn mà cậu không nghe, luôn luôn mặc đẹp trai của cậu đâu, sao nay cậu phèn thế hả? Cậu yêu chết tớ gì? Cái gì cơ? Trời ơi, cậu kỳ cục vậy. Hôm nay tớ phải đi cứu bạn tớ này. Cậu đi xem thằng em tớ bây giờ nó rất nguy hiểm rồi nè. Làm sao? Nó bị bắt đi rồi đấy. Ôi trời. Sao cậu cứ im du vậy? Cậu không biết nói cái gì hả? Nói cái gì? Chỉ có sao anh đến đây ấy. Này, tại sao hôm qua tớ gọi cậu cậu không nghe hả? Thôi đừng có kéo tao đi, tao không đi. Tao phải đi cứu em đó. Tao phải đi cứu em đó. Em cậu biết sao? Em đó bị hai thằng áo đỏ đó. Không được. Tao đi lên anh đó. Hai này nó cũng thôi cậu đấy. Cậu phải đi. Không được. Anh chưa tới. Hai này nó hôm nay bị sao? Tới đây hả? Tao vừa ra đồng về thấy con thằng nào đi sang anh với tao. Nó làm gì em? Chết đi đâu? Đừng có đánh. Đừng mày có làm đánh sao? Nữa. Nó làm gì em đây? Nó có làm gì? Em ra đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Em ra đây với anh. Không, bỏ em ra. Mày. Này đừng có đánh. Trời ơi. Này. Em đi ra đây. Ôi. Em đi ra đấy làm gì? Em đi theo nó à? Em phải canh cho anh đánh bạn ấy thì sao? Sao em lúc nào cũng bênh nó thế? Này, tự nhiên cậu đánh nó, à, anh đánh bạn em. Thằng Alex nó cứ lôi con cha ra sang anh thôi, tao chứng kiến. Lôi đi làm gì? Lôi sang anh, làm bắt làm vợ. Sao bắt làm vợ chứ làm gì? Không, cậu hâm mà. Đi ra đây. Cha ra hỏi yêu tao rồi mà. Yêu đâu hả? Đánh yêu đâu hả yêu? Nhưng mà tại sao tôi không mang tiền đến? Yêu thôi. Mày yêu thôi mà. Rồi. Này, Alex nó còn đánh cha ra nữa đấy bởi ạ. Thôi nhỉ, đánh cho bởi nữa thôi. Này, anh Hâm à, đừng có đánh bạn đấy nữa. Mất đẹp trời. Sao? Người ta đánh em vẫn theo người ta làm gì? Em có theo đâu, cái này em bênh bạn em thôi, anh tự nhiên anh vô đánh. Em ngu và em bênh như bạn em. Anh nói gì em ngồi đó, anh mới là ngu đấy. Này, Alex hình như nhà phá sản rồi sao đấy nhỉ? Phá sản nhưng mà là bạn em mà, bạn em thì... Ôi, ôi, bà ấy cố lên. Em nhỉ, chị lúc nào cũng hổ cổ vũ cho em. Không, thôi. Chật mẹ không. Em ra đây. Thôi. Em đi ra đây với anh. Không, bỏ em ra. Đi về đi, bạn đi về đi. Sao anh như thế? Không. Mày là anh. Đi về đi, đi về đi, lúc này tới với cậu nói chuyện sao? Anh Hâm à? Thôi. Mày có biết đâu? Mày ơi, cố lên, đánh nó đi. Nó chạy rồi, ôi dồi ôi, thằng Alex. Mày đặt nghèo nàn rách nát này còn xí diện. Sao em ngu vậy? Ngu cái gì? Bà
mặt em mà, tự nhiên anh đánh mặt em mang tiếng mà. Bạn em vừa đưa em sang anh làm gì? Thôi anh chị đừng có cãi nhau nữa. Đi tìm anh Sáu ấy kìa. Này nó còn đánh em nữa đây nha. Không, cái gì là bạn ấy nóng ngon bạn ấy vậy thôi. Quan trọng là tới lúc anh đánh em thì sao? Em đòi chia tay anh à? Thôi, em chạy em đi. Đi tìm anh Sáu đi nha. Sáu đi lại rồi mà. Đi lập mộ cho nó rồi. Này, vừa phải thôi. Anh này, chúng mày đi đây cãi nhau à? Suốt ngày cãi nhau, cứ gặp nhau lần nào là cãi nhau lần đấy. Tìm chỗ cho nó đi chị ơi, bây giờ phải tìm cho nó thôi. Chúng ta phải đi tìm phương hướng đi chị ạ. Chúng ta tận này lập bia cho nó thôi. Làm sao đây? Bây giờ đi đâu lập bia cho nó đây? Chị không biết nữa. Đào hố rồi. Bây giờ có bộ đồ của nó rồi, mình trốn tạm làm kỷ vật. Chôn ở đâu mới tìm được đi chứ. Kiếm chỗ chôn nào. Bây giờ mình chôn xong rồi mình làm gì? Mình đốt tiền vàng cho nó. Ê, đi. Hay là mình cứ để nó đây cái mộ đi. Cái mộ này to to em nhỉ. Ôi cháu ơi, làm sao đi. Sáu ơi, em có linh thiêng nhé, bọn chị đã cố gắng hết sức rồi, Sáu nhé. Xin lỗi. Em có chuẩn bị sẵn tiền vàng, em đoán trước cái tình hình này rồi. Thì em đi đái mà em cũng có tiền vàng theo luôn. Ôi, chị xin lỗi, nói sau này. Em ơi, cầm đây, cầm lấy. Im mồm đi. Em ơi, em đi thanh thản em nhé. Cầm lấy đốt đi. Ý em có được hai kiếp cơ kỳ, em nhớ là một kiếp con chó. Sao lại con chó hả em? Cho nó sướng kiếp này. Giải cứu thế giới nào? Cho xin cái tấm kỷ niệm nào? Bây giờ đốt có cái gì mà hiện lên không? Mình có nên bớt độ đồ của nó luôn không? Không làm kỳ vật chứ. Để cho anh bốn thấy nó nữa. Ừ nhỉ, anh bốn nhớ nó thì sao nhỉ? Mà anh bốn đi lâu quá. Anh bốn có chứng kiến cảnh này không? Chàng em ơi, em khấn gì đấy? Em khấn nếu nó có linh thiêng. Đi theo cái thằng đấy làm gì? Tại em mới bị nó bị bắt. Bảy ơi. Em ơi, có nhiều tiền vàng không? Dưới đấy nó lấy gì nó tiêu? Đốt vậy rồi bảo anh bốn mua cho xong được chị à? Mai bảo anh bốn mua thêm. Nó không biết báo cho anh bốn cái gì không nữa chứ. Hay là nó báo số gì? Cháu ơi, ở dưới đấy có gì báo số cho anh nha, anh làm con lô cháu ơi. Con sợ đánh số đi bảy ơi, cho nó nhiều. Giờ này bánh còn như vậy nữa được à? Ô, một thế anh, còn em thì sao? Đi theo cái thằng đấy đi. Anh im mồm đi, không tìm cách mà đi lấy cái bọc xương của nó về để mà con chôn cất trên nó. Cháu ơi. Gia đình nhớ em. Anh bốn mà biết anh bốn buồn, anh bốn khóc, anh bốn mất ăn mất ngủ. Bây giờ nếu mà anh bốn biết thì anh đấy sẽ hộc máu mất. Anh bốn mà biết cho anh bốn bỏ ăn bỏ ngủ 3 ngày 3 đêm 1 tuần mất. Anh đấy mà biết chắc anh đấy đột quỵ luôn quá. Xong rồi anh bốn cũng đi đài. Làm đây, mày đi theo cái thằng đấy làm gì? Anh im mồm đi. Này đấy, nhưng mà còn cái nhau sao hai cái thằng quỷ đỏ đấy nó nó đi đâu ấy? Hai cái thằng quỷ đỏ nó ra tay tàn bạo thế nhỉ? Mình sẽ trả thù cho thằng Sáu. Em sẽ đi tìm xác thằng Sáu về, không để bộ quần áo của nó như thế này được. Đúng rồi, mình phải tìm xác nó và trả thù cho thằng Sáu. Đúng rồi, mối thù này là mối thù của cả gia tộc. Đúng rồi, đúng rồi. Mối thù này là mối thù cả team APF. Quyết tâm. Quyết tâm. Mày người ta sẽ trả thù cho bảy Sáu ơi. Oh my god. Mình không tìm nó tự tìm mình luôn. Ủa chị ơi. Mày ơi, mày tao chạy được rồi mà mày ơi. Mày tới đâu gì? Bọn tao thì bọn mày hay là đã vào lưới rồi. Sáu đâu? Hả? Sáu đâu? Mày có muốn biết danh tính thật sự của bọn tao không?
Tao không cần biết, tao chỉ cần xác của thằng em tao thôi. Mày đánh cháu lại đây. Mày nữa. Mày đánh tao đâu à? Mày. Oh my god. Hai cái đầu xanh này. Ôi. Ôi giời ơi. Em ơi. Chị không muốn đốt tiền vàng trước các em nữa đâu. Mày ơi, chị không muốn đốt tiền vàng cho em đâu. Mày đánh vụ. Cố lên. Cố lên mày ơi. Anh ơi, cẩn thận em nhé. Mày ơi, sao em yếu vậy? Chana kìa, Chana bị đánh rồi. Em thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông đi. Hai cái thằng kia, bây giờ chúng mình sẽ đàm phán. Mày hãy đưa xác thằng Sáu về đây, bọn tao sẽ tha cho mày. Chúng mày vào nhà hoàng mà lấy cổ nó tha cho mình đi. Ui nhỉ. Này, ê mày ơi, bọn tao thật ra muốn tìm mày để trả thù đấy. Nhưng mà... Sáu còn xấu ở đâu? Trả sát đây. Lại tao bảo. Lại đây cái gì? Lại đây. Ui đánh luôn. Múc luôn. Bọn mày không trả sát ở đâu. Tao chỉ đánh nhẹ. Tao chết bọn mày luôn. Nhà thôi em ơi. Đánh đi. Đánh mạnh lên bảy ơi. Đánh nhiệt tình vào. Đánh nhiệt huyết vào. Như vậy nó mới thật chân. À quên. Như vậy nó mới đau. Anh cứ ra tay đi anh ơi. Mình chia phe ra. Bây giờ anh đánh một thằng. À quên, anh với Chà Ra đánh một thằng. Bảy đánh một thằng. Cố lên Bảy ơi. Sao mày đánh dữ vậy mày? Đến mày rồi nhỉ. Bảy ơi cứu tao. Dậy đi, dậy đi, cứu tao. Nó đòi đánh tao, tao không đánh được nó đâu. Ôi ôi. Em ơi sao em yếu vậy Bảy? Em ăn gì mà em yếu thế? Tại sao em phải yếu vậy? Em là tứ san, em tứ san em ơi. Búc nó đi, xách nó lên, nhấc nó lên. Vèo. Ôi trời trâu kìa, trời trâu đồ sơn. Sư tử ơi, cố lên đi em ơi. Mày đi. Mày phải để tao đánh cho mày chứ. Mày. 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 Trả Sáu cho bọn tao. Thằng Sáu nó làm gì mày mà mày nỡ lòng nào. Thằng Sáu là một con người tốt, con người lương thiện. Nó chỉ hơi yêu anh Tốn một chút thôi. Nhưng mà nó không xứng đáng gì như vậy. Tao nhìn tao thấy rối mắt lắm. Ôi trời ơi. Tao nhìn mày tao thấy ngứa mắt lắm. Đau. Mày kêu đau à? Mày biết đau rồi à? Mày biết đau thì bạn tao không biết đau à? Sao mày hành hạ bạn mày tao hành như vậy? Bạn tao, sao mày hành hạ em tao vậy mày ơi? Còn thằng kia nữa, chúng mày đồng loa với nhau để hãm hại em tao. Cái mối thù này ngàn năm không bao giờ cả hết. Chúng mày sẽ là khốn nạn. Mày thích không? Mày thích không? Bây giờ mày cứu bạn mày đi, không thì tao cho bạn mày đi đai luôn. Mày trả lời. Mày trả lời đi. Cút. Cút. Hai đứa chúng mày cút đi. Hai đứa chúng mày. Sao em? Cút. Cứ là anh cho em cút như thằng Sáu luôn nhá. Ra cái thằng này nhỏ. Thôi nó ít đi. Tao không muốn mày ta. Mày như mày bây giờ mày còn làm máu hả? Mày nó chạy luôn rồi. Mày ra Sáu đây. Ôi giời đất ơi. Ra Sáu đây. Chị ơi. Mày cứu thằng Sáu đi. Mày lấy đồ. Lấy đồ thằng Sáu ra. Sáu Sáu. Nhanh lên các em ơi. Dù sao thì vẫn phải khênh xác nó mày. Mệt quá. Sao thằng Sáu này đúng nãy anh nhìn thấy có thật không ấy? Anh thật phải lấy đi, em thấy ghê lắm. Bây giờ mình bảo xem cả chứ. Ôi nhưng mà anh sợ. Hay là mày xách cái bao thằng Sáu ra đây. Em bỏ ngoài này thôi, nhìn thấy em ghê quá trời. Anh đi vào nhanh lên. Ui dồi ạ. Tối thế. Sợ lắm. Sao lại sợ? Ai dồi ôi. Sao mọi người nhát thế? Ui. Chị có à? Sao anh đi vào đi. Đi với anh. Thì đi trước đi. Hai đứa chúng mày đi cùng nhau đi. Anh ơi, đây đây với chị. Cái gì đây? Máu. Giống như con rắn. Ôi nhỉ. Trông như con rắn đấy nhỉ. Nhưng mày có không phải con rắn. Thú hồn. Đây có máu rồi chị ơi. Máu. 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 Máu của thằng Sáu. Anh ơi, lấy anh đi về anh ơi.
đây rồi mà các em không có vào đây à? Ừ thì đi vào. Vào đây xem có dấu vết gì xung quanh cái bao này không đã. Nó đập. Cái này thôi. Cười. Thế đứng cạnh cái bao này ở rạnh quá. Nó cứ đổi cái ốc. Ừ. Ôi, hình như bị ván rồi, ván hồ mới sao ấy. Không phải đâu anh ơi. Bị ván cửa mà. Bị ván cửa, cửa nào? Cửa này. Cửa này á, oh my god. Ôi trời ơi. Thôi được rồi. Thôi anh ơi, mở. Đừng lục nữa. Yeah. Cái gì đây? Mày hâm hà. Mày bị hâm hà, mày đừng có lừa. Cái gì đấy? Cái gì đó vậy? Cái thứ anh hâm mà thôi. Đó cái gì? Mày xem bao thằng sáu như thế nào rồi mày khiêng về đi. Nặng vậy luôn. Cái gì đấy? Mày ơi. Thằng sáu nó đi rồi nhưng mày đừng dọa bọn chị. Ôi, em thấy cái gì tóc ấy. Tóc á? Ừ. Tóc thằng sáu à? Tóc ấy. Sáu ơi. Sáu ơi là sáu ơi, em ổn nhé. Rồi mày thấy cái gì nữa? Viên đá gì? Sao lại có viên đá trong đấy? Ai mà biết được? Mày lục hết ra xem nào. Hết rồi à? Trong đây còn có viên đá. Rồi, hết rồi. Nó lừa bọn mình. Bị bí bôi. Ôi giời ơi. Thế mà mày xem mày bảo tóc là bọn chị khóc hết nó mắt. Ô, chị ơi. Ôi. Nếu như mà cái này không phải là thằng sáu. Thế là thằng sáu đâu? Thằng sáu vẫn sống. Ui, đúng rồi. Sáu vẫn sống chị ơi. Thế mình đốt tiền vàng cho ai? Ô, ai biết được. Ai bảo đốt tiền vàng ơi. Anh. Anh chứ còn ai? Anh chưa đấy. Chắc anh đút lòng đấy. Ủa phải này. Ủa phải này quỷ gì nó lấy tiền rồi. Chú Hào về cho anh bún để anh bún biết là tại cú chú Hào. Sao mấy giờ rồi? Sao mấy giờ rồi chị ơi? 4 giờ. 4 giờ đi, 4 giờ đêm mà. Ừ. Cầm bao, cầm cái này về cho anh bún để chừng mà anh bún, tại anh bún. Ôi, cú chú Hào đâu? Đây. Nó cầm rồi. Chú Hào, Hào chú củ. Lấy đồ cho thằng sáu nữa. Đồ, ừ, đồ thằng sáu. Anh đây đi. Sao ra? Em không bảo cái nơi này đâu. Sao ra với anh đi về. Đưa củ cho Hào cho anh bố đi. Bỏ vào, bỏ trong đây. Anh ra đưa đây, chị với em đi về trước. Chị với em đi về trước, không đi với. Chúng mày di chuyển cẩn thận nhé. Cẩn thận hai đứa áo đỏ xuất hiện nhé. Mày ơi. Còn bây giờ chị em mình phải như nào đây? Đi tìm à? Mình đi tìm thằng sáu hay sao? Mình phải chạy về trước đã. Mà thế mình sáu sau bây tối rồi. Để em tí nữa em đi kiếm cho. Để chị gọi con gái chị đè đi về đi. Được. Nha. Được. Đi 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 đi. Chạy nhanh. Ôi, kém chị ơi. Con chặt ra con ếch đi đến đầu không biết. Em đau bụng quá. Mày đau bụng quá. Em đau bụng quá không chạy được nữa. Tao cũng mệt quá. Hay là mình ngồi ngơi đi. Ôi. Ôi ôi ôi. Alex bóng đen xì. Đi đi đi. Ôi ôi. Ôi ôi. Cần hơn tí. Ôi. Hai thằng luôn. Cái gì đấy? Cái gì vậy? Em vừa bị ăn đòn đau lắm rồi đấy. Nói chẳng hiểu gì nhỉ? Cái gì vậy? Nghe nào đây? Anh muốn bắt thế nào đây? Chú ngoài bắt được thằng sáu sáu rồi phải không? Đúng rồi, cái thằng nhõng nhẽo ấy. Thằng bị lì ấy. Ui. Hóa sao thằng Alex? Còn nó
5 thằng đó, bây giờ bắt được một đứa rồi. Sẽ tạm bắt thêm con trai ra đó. Bắt thêm con trai ra. Không biết được không? Cái gì? Theo cái độ đẹp trai của đại ca ấy, thì nó dính chắc. Thì nó dính mồi chắc luôn. Cho nên là cái này chỉ còn cái thằng màu xanh mới lại thằng màu vàng ấy thôi. Thằng màu vàng là mình bị sẩu mất đấy. Thằng màu vàng là thằng bố bỏ tao nhiều ơi, tao hơi ghét mất cả mày đấy, mệt mỏi. Giờ đại ca cứ đe xử lý nó thôi cậu. Nhưng mà tình hình là đại ca phải bơm bơm thêm thôi, ít thuốc ý, em ngứa người lắm rồi. Thằng này hâm mà. Mày nói chuyện gì ấy? Thuốc thằng gì ở đây? Mày cứ làm đi, bao nhiêu đáng bao nhiêu mày. Ok. Thằng này bị hâm à. À nha. Tao bắt con ra ra. Bắt ra ra, đại ca dùng chán là đại ca chuyển sang cam đúng không? Đúng rồi em. Bây giờ trên đi ừ, nó cho đi Campuchia. Trên đây chỉ chăm tẩy em ạ. Không phải ưu được ông. Chăm vỉ thì đây 50-50. Campuchia nhá, một đi không trở lại đâu em ạ. À. Chăm tẩy đi mấy được 300 tẩy. Chúng nó tính toàn tiền tỷ không bảy ạ. Tiền tỷ thôi. Ừ. Bỏ tí sức nha bạn ạ. Chị còn đòn đi nhá. Ok. Thằng bảy là thằng vàng nó hơi ngắn đường ra đấy. Các người chẳng là sao. Mày em cho cái bộ hát được xong ngay mà. Để mai em lên YouTube à. Em tìm một kênh của bọn nó xong rồi là em xem cái cách thức bọn nó gọi đánh nhau để em múa đấy thằng quen. Chúng mày ủi nó ký cho tao. Này bảy ơi, nó ngứa mắt với em lắm rồi đấy. Em ngãng đường nó đấy. Em cẩn thận đấy. Là tìm thông tin cá nhân của mấy bọn đấy luôn, bắt cho dễ mày. Bắt cho luôn. Đánh cho chặt rồi mà. Con trai ra là tao tia được rồi, bây giờ ta chỉ cần bắt nó đi sang Anh thôi, hiểu không? Nãy sang Anh rồi, à nó buôn sang Anh xong rồi hết giá trị được, nó sang Campuchia. Các người biết chưa? Biết rồi, biết chưa? Biết rồi, em biết rồi. Đầu mày có điện hay sao ấy? Có điện thì mới làm được việc chứ. Bọn này cứ hâm hâm tụi chí. Ok, anh em mình đi dạo nha. Anh em đi dạo em. Làm tí đầu tí bún nha. Này, cái âm lượng của nó cứ đần đần tụi chí ấy. Đấy, nó đi rồi. Thằng kia kìa. Kìa thằng Alex. Ui nhì, hay nó lại bịp cha ra rồi. Không em ạ. Mình phải xem kế hoạch của nó như nào. Bây giờ mình quan trọng là em bây giờ em phải tìm mọi cách để bảo vệ cha ra, tìm mọi cách ngăn cha ra không gặp nó nữa. Nhưng mà bọn em chia tay rồi. Em chia tay thì em không muốn cứu cha ra không? Em muốn cứu. Đấy, nhưng mà nếu mà em không cản cha ra vẫn sẽ đi gặp Alex, mà Alex là nó sẽ bán cha ra sang Campuchia. Nhưng mà em nhìn thằng kia, em ngứa mắt. Bọn em chia tay rồi, cha ra cũng không thèm nghe em nữa. Hay là mày đấm cho nó ngu luôn đi. Đấm ai? Đấm thằng Alex. Bây giờ đâu ra? Bây giờ có mỗi mình nó à. Không ai cản mày. Mình đấm xong mình chạy. Hay là thôi đi về đi. Chị thấy em cởi áo, chị nghĩ ra gì chưa? Chụp đầu hứ. Chụp đầu, em với chị đánh đó. Ừ, hội đồng. Hội đồng. Được. Ý tưởng hay của nó thôi. Thì em phải cởi mặt nạ ra, không là nó nhìn thấy mặt của em là nó biết ngay. Được. Cái thằng Alex rồi. Ôi đợi một tí. Tí hiện đôi chuẩn bị tinh thần nhé. Ôi nó đâu rồi. Ôi nó cứ đứng kêu nó thẳng thẳng thôi. Đấy. Đấy. Nó còn đang kiểu suy nghĩ kế hoạch. Đấy. Đầu óc thằng này kinh lắm. Em mày như cướp ngân hàng rồi. Được rồi. Ý. Ý nón. Ý. Đấy. Rồi, em ơi. Đúng rồi. Úp nó đi em ơi. Úp nó. Mày này. Mày. Ôi, chị ơi. Thằng đấy nó ngu. Bảy ơi, bảy. Đi. Chờ. Giờ kế hoạch của mình thành công tất em.
Nhưng mà phải bảo vệ cha ra, cha ra phải nghe em. Đúng rồi. Tại bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao phải nghe em? Thôi. Em chắc chắn là nói ra là sẽ cha ra không bao giờ tin em. Đúng. Nhưng mà em phải nhờ chị làm sao để nói cho cha ra phải nghe tao em bất lực. Cơ. Tao bất lực. Chị bất lực á? Chị cũng vô dụng vậy cơ. Thôi. Thôi đi về đi. Đi về đã. Đi về đi. Đi.